Vâng, tôi biết là ở miền Trung thì có những ngôi làng có cái tên rất là đặc biệt là làng Trời Đánh, do thường xuyên bị hứng chịu sét đánh. Nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là những khu vực khác ở nước ta được an toàn, mà bất cứ đâu ở Việt Nam thì cũng có nguy cơ bị sét đánh do nước ta nằm ở tâm dông của châu Á và mỗi năm thì hứng chịu tới 2 triệu cú sét đánh. Theo nghiên cứu, Việt Nam nằm ở tâm dông châu Á, một trong ba tâm dông của thế giới có cường độ dông sét hoạt động mạnh. Mùa dông ở Việt Nam tương đối dài, bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Số ngày dông trung bình khoảng 100 ngày trên năm và có sự chênh lệch giữa các vùng miền. Có những nơi có số giờ dông nhỏ như là Cam Ranh, Khánh Hòa 55 giờ một năm. Bên cạnh đó lại có khu vực đạt số giờ dông tới 489 giờ một năm như là ở A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Một số nơi bị sét đánh nhiều là làng Sơn Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Sét thường chỉ xảy ra trong các cơn dông tập trung vào giao mùa, hiện cũng đang bước vào giai đoạn chuyển mùa từ nóng sang lạnh nên xuất hiện hai luồng không khí nóng ẩm và lạnh thường gây ra dông sét. Vâng, tôi được biết là cơ quan khẩn cấp Liên bang Mỹ khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc 30 trên 30, tức là sau khi nhìn thấy sấm sét thì mọi người phải đi vào nhà ngay lập tức trong khoảng thời gian là không quá 30 giây và không đi ra ngoài trước 30 phút kể từ thời điểm tiếng sét kết thúc. Còn ở Việt Nam chúng ta thì việc cảnh báo dông sét mới chỉ dừng lại ở mức chung chung và việc phổ biến kiến thức thì còn khá là hạn chế, cho nên vẫn khiến cho người dân nơm nớp lo sợ mỗi khi ở ngoài trời khi có mưa dông. Chúng ta thì ai cũng rất là sợ sét đánh, nhưng mà dường như là có những người có thể nói là trời đánh không chết. Ví dụ tiêu biểu nhất đó chính là ông Ron Sullivan, thành viên của đội tuần tra hỏa hoạn công viên quốc gia sống tại Virginia của Mỹ. Ông Roy được kỷ lục UNESCO ghi nhận là người đã bị sét đánh nhiều lần nhất, cụ thể là tới 7 lần. Các nhà khoa học tính rằng là tỷ lệ để một người bị sét đánh 7 lần trong suốt cuộc đời đó là 4,15 trên 100.000 tỷ, nghĩa là gần như là không thể xảy ra cái trường hợp như thế này. Người bị sét đánh thì còn chịu di chứng nặng nề về thể chất và tâm lý. Song thực tế thì ông Roy vẫn sống khỏe đến già. Cuối cùng thì ông tự tìm cái chết bằng một viên đạn sau khi mà thất tình.